Phong Lan lừa tình ong bắp cày, sự thật thú vị mà có thể bạn chưa biết. Ít ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của bông hoa đẹp, nhưng một số con ong bắp cày còn mu muội hơn cả người yêu hoa. Khi đứng trước một bông hoa đẹp, ong được không thể kiềm chế mà xuất tinh ngay trên cánh hoa. Rất nhiều côn trùng nhầm tưởng các bông hoa là con cái, nhưng trường hợp như những con ong bắp cày này thì thật là hiếm. Nhà sinh vật học Gasket nhận thấy loài ong bắp cày Lysopimpla excelsa dành rất nhiều thời gian quanh quẩn những bông phong lan lưỡi đối với loài ong này thì cây phong lan đã tiến hóa để những bông hoa của mình có đủ những đường cong nữ tính như của một con ong cái thực thụ điều này khiến ong được không thể cưỡng lại được nhiều con còn để lại đốm nước trên cánh hoa sau khi bay đi soi dưới kính hiển vi các nhà khoa học khẳng định những đốm nước đó chính là tinh trùng mà ong bắp cày để lại phong lan là loài thực vật duy nhất lừa côn trùng bằng trò bịp bộng tình dục như vậy mục đích là để côn trùng quan hệ với nó khi đó ong được sẽ mang phấn trên cơ thể và đi thụ phấn cho những bông hoa khác